đấy, cho thuê cái kia 100 đấy, giá cho thuê đấy 100 triệu, đúng rồi, chứ không phải giá bán đâu, chỉ cho thuê thôi đấy. Giá thuê thì tương đương với lòng giá bán, thì nó còn chết chiếc vấn đề thì nó cũng đó, nó khoảng 7, khoảng bằng 70%. 80%. Đây Bạch Đào này. Đây thật. Thôi cứ lượn thôi, em cứ chờ đứng làm gì. Mỗi người giao một hai cảnh thì không khí rất hay. Tấp nập vô xa. Chỉ có cái chỗ này mới có không gian để làm được như thế này thôi. Em ơi, lấy lớp hình chào đẹp này. Đấy, có những cảnh đắng long này bày ra thềm hoặc là chỗ TV hoặc là chỗ cầu thang xả xuống rất là đẹp. Đây đây đây, bán lũ thôi. Bao tiền mình này? Đây 400. Ủa dạ? Lắm lấy chứ, là những cảnh này của nhà vừa xuống đấy, tươi đẹp đấy. Bắt đầu chứ em. Đấy, tươi tắn mẩy hoa. Cái chỗ hai con rồng năm nào cũng rất là tấp nập sướng. Nó có không gian nhất cái khu vực này. Rồng dài cũng phải đẹp quá. Nhỏ nhỏ này này. Nhìn nó mập cành nhỉ. Nó hàng trồng chậu lâu năm này. Mập lắm và hoa thích. Trời ơi, làm cây đào này nhỉ các bác, trời nó sang luôn. Bây giờ nó cũng thốn, nó cũng rẻ rồi các bác. Đẹp quá. Ông mua mai trắng rồi. Đấy, như cây này để đôn ở nhà rất phê tao nhã. Mà có một đôi này thì hay quá. Có điều là mình cây. Nếu mà ông mua loại này đẹp. Loại này đẹp mà. Các bạn này phải biết chơi cơ, sang này, nhìn cái hoa này, phế thế. Tôi hỏi bao tiền cây này đấy ạ? Cây này 7 triệu. 7 triệu. Và đẹp quá. Đẹp quá. Thôi còn cây bên này. Đấy, đặt cái đôn thì đẹp quá nhỉ. Cây này bao nhiêu? Tươi tắn. Bao nhiêu cây này ạ? Đâu? Cái này. Cho thuê 100. Cho thuê đấy không? Thuê, giá thuê là 100. Đẹp thật. Thế này vào đây ngắm đi. Đẹp quá. Quá đồng ý, không muốn xếp, xếp kia ở đây. Cái này đẹp quá này, sạch sẽ. Nhưng mà cái chậu nó nặng nề quá. Đẹp. Đấy, cho thuê cái kia 100 đấy. Giá cho thuê đấy 100 triệu, đúng rồi, chứ không phải giá bán đâu, chỉ cho thuê thôi đấy. Giá thuê thì tương đương với lòng giá bán, thì nó còn chết chiếc vấn đề thì nó cũng đó, nó khoảng 7, khoảng bằng 70%. 80%. Đây Bạch Đào này. Cái thốn này là mình chỉ cần ít hoa thôi, nhiều quá nó cũng rối đấy. Rộng này các bác này, giới thiệu lại các bác là cái đào thức thốn này, đào thức thốn mà có thể coi như là F1 xịn nhất bây giờ đây. Những cái đốt hoa nó này rất dày và mập, những cái răm nó gần như bằng ngón tay, nó mập thì gần như là nó ít răm đấy, và như thế hoa sẽ rất là to này, móng rồng phượng đó, và nó nở hoa ở cả thân nở ra, hoa cả thân nở ra, nó như cái chân cái con gà đông cảo các bác, giống nó vậy, giống tiến vua là như vậy. Cái nụ của nó rất là màu, rất là thắm. Không biết camera có lên nổi màu không, nhưng mà màu cái lộc lá nó đẹp. Lá đẹp. Bạch đào. Cây bạch đào này bao nhiêu rồi mà? Cây bạch đào 70. À, giá bán đấy. Cứ chờ em tí nhá. Cứ chờ em tí, cây này đẹp. Cây này nhiều nụ đẹp. Mua
mẹ về em hỏi lạc của mày cũng được, nhưng mà sau mình không làm nó ra hoa được tí. Vấn đề là liên quan kỹ thuật của người ta đúng không? Đúng rồi. Còn trồng là... thì trồng được. Ừ. Không ép được ra hoa đúng không? Chắc tìm hiểu cũng được nhưng mà mình có thời gian chăm đâu. Cây này hoa rất nhiều. Nói chung là về nhà mình phải xem. Xem. Anh cứ hiểu đi không? Em hiểu. Tất cả những cây ở đây về nhà mình không có hiểu chuyện mà không hiểu biết về nó. Đều bỏ. Chắc nói kể cả cây đào. Cây đào là cây rất sống, rất đơn giản. Nhưng mà bản thân nó là đến cái thời điểm cây rất đến là không trong tốt nó đã chết mà nó chết một ngày. Nó chết dần đấy. Đây, cây này nó già từ gốc đến ngọn đến dăm luôn. 35 thì không. Lúc nhìn cái giống đào này không muốn mua cái giống đào khác nữa. Đấy. Nó thuộc họ nhà bích đào. Đấy. Cái dăm của nó này, vâng. Tất nhiên là khi mà nó nở rồi thì nó hơi thiếu cái độ rõ ràng ấy. Hoa nó hơi rối nhưng mà cơ bản là nó là quý tộc rồi. Vâng. Đây. Đây này đang nở rất là rộ. Các bác nhìn này nó nở này nhưng mà nó còn nhiều nụ lắm đây. Nó không hết được đâu, yên tâm. Đấy, tiếp theo nữa này này. Đó. Cái giống này chỉ cần nở một bông là đã thấy màu sắc mùa xuân đẹp. Đấy, cây này nhiều nụ hơn này. Cây kia thì nở sớm hơn một tí, cây này nhiều nụ. Tươi tắn cái dòng này. Này. Chùm chím này. Chùm chím. Hả? Đang để nghiên cứu đây. Đẹp. Cái lộc nó rất là đặc trưng. Lá to. Lá nó này. Lá nó cũng rất là đẹp. À đấy, xin chào các bác, đang ở chỗ con đường Lạc Long Quân nhá, gần với đầu Âu Cơ các bác. Lạc Long Quân Âu Cơ các bác. Cây bạch đào giá 70 triệu, gốc to bằng bắp đùi luôn. Nhìn thấy màu hoa của nó nhá. Và chủ quán gọi là bạch tuyết ấy. Rất thanh nhã, hoa to. Đây này, xem anh Nam anh có nhà có chỗ để chơi cây này không? Cây này là đào tuyết à? Là sapa. Không, mình mai trắng này. À, mai trắng. Đấy. Nhất chi mai này. Còn bên đây là đào bạch kìa. Đấy, đào bạch đào trắng này. Cây này nó nở tiếp nhỉ? Ong bướm. Nên lấy mật. Nở rộ luôn này. Nở
dã man luôn. Thời tiết đẹp, năm nay đào đẹp, đào gì cũng đẹp, mà mai cũng đẹp, cái này nhiều nụ dã man. Nó nở mắt ký tân luôn. Hả? Đây nhỉ? Thất thốn. À, tiến vua đấy. Thất là 7 cái nhá. Không phải. Một thốn là cái thước đo một thốn đấy. Là cái thước mà bên trong nghề thuốc người ta hay dùng thôi. Thốn là nó bằng bao nhiêu cm đấy. Một thốn thì có 7 cái hoa, đại loại vậy. Có thể hiểu là như thế. Cũng có nhiều cách lý giải nhưng mà cơ bản là nó như vậy. Thì anh xem một cái đốt của nó rất nhiều hoa này. Kiểu như là cách rốn bốn thốn là ấy đấy. Rồi, là rồi. Nó không giống đào kia đúng không? Đúng rồi. Đấy, các bác thử xem một thốn nó có đúng là 7 cái hoa nhé. Một thốn không biết là một thốn chắc khoảng bao nhiêu, có khi còn hơn cả 7 cái hoa đấy bác. Nó xung quanh cơ mà. Ba ơi. Đấy, đẹp quá. Đây này thì là chơi gì? Bác đang hỏi cái này ạ. Không, cái ở giữa kia. Đây ạ. 7 triệu ạ. Thất thốn. 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 Đây là thốn Việt Nam. Triệu ạ, mình thích lắm. Nhưng mà nhiều khi là cái dòng này mình chỉ chơi được Tết thôi, nhìn nó phí, nó phí mất cả cái cây ấy. Nên là mua cũng rất là tiếc, không phải là vì cái chuyện kinh tế mà là do sau đấy nó hỏng mất, rất là đáng tiếc. Cái mai này nở rất là căng. Alo. Đấy các bác, anh em tôi lại tiếp tục đi chợ Tết và đi dọc đây, thấy chỗ nào hay hay là vào thì quay hết tất cả, không quay được. Xin hẹn các bác ở những video tiếp theo, cố gắng lên khu vực Lạc Long Quân, dọc đường Lạc Long Quân các bác nhé, chỗ nào nó sẽ như này. Các bác thoải mái lựa chọn và đi chơi xuân các bác nhé. Nhớ đeo khẩu trang các bác nhé. Rồi, xin chào, hẹn các bạn.